người thấy thì cũng không khó lắm mấy. Mọi người mình đi ăn nhiều quá mà. Đặc biệt là ai cũng năm thành viên, ai cũng năm đội ấy, ai cũng thích ăn và cũng thích khám phá những cái văn hóa như là ẩm thực ở đây á. Khi mà ăn đó là tất cả những nỗi buồn đều được giải quyết. Ban đầu tụi mình cũng hơi buồn lắm, bởi vì tụi mình đã lại không thắng trong cái game đấu hả? Đấu rồi. Cho nên hôm nay với cái thử thách mà có thể gắn liền với cái việc trải nghiệm mà muốn, tụi mình rất là happy. Bây giờ là tinh thần đã lên trở lại rồi. Còn có cái đồ ăn uống no say thoải mái như vậy. Thêm một chút nữa là nhờ thử thách này tụi mình biết được thêm nhiều về về cả về ẩm thực này, về ẩm thực này đó, về đất nước này, về văn hóa của người Kiên Giang và người Phú Quốc nói riêng. Và đặc biệt mình có thể thấy được rằng là người Phú Quốc họ cực kỳ thân thiện. Đây là lần đầu tiên em đi chợ lên Phú Quốc mà em rất là bất ngờ. Em không nghĩ là nó to hoành tráng mà lớn và đông người như vậy luôn. Tiếc là khách này cũng cần kết thúc cái trải nghiệm của tụi mình tại Phú Quốc. Hy vọng rằng sẽ có nhiều dịp quay trở lại Phú Quốc và tụi mình cũng đang nóng lòng là chờ đợi những khách tiếp theo ở một cái địa danh khác của Việt Nam. Yeah. Và đừng quên là hãy ủng hộ cho Tim Quay Theo nha. A few moments later. Xem tập 4 của Vietnam Why Not Đi Vietnam Đi vào 21:55 tối thứ Bảy ngày 19 tháng 12 trên kênh VTV9 và các kênh truyền hình địa phương.